Clever Care Health Plan, người bạn đồng hành chăm sóc quý vị chu toàn. Lương Mỹ Linh xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình Talk Show của Saigon TV. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ trình bày với quý vị trong lĩnh vực y tế và vị khách mời của Saigon TV hôm nay là anh Hiệp Phạm. Anh vừa là đồng sáng lập viên và cũng như là giám đốc tài chính của công ty bảo hiểm sức khỏe Clever Care Health Plan. Trong thời gian qua, quý vị cũng đã có nghe về công ty này với những sự phục vụ rất là hữu hiệu cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Sau đây xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của anh Hiệp Phạm liên quan đến Medicare và những điều chúng ta cần biết khi chúng ta đăng ký. Xin chào anh Hiệp. Dạ, xin chào Mỹ Linh và xin chào các quý vị khán giả của đài Saigon TV. Dạ vâng, hân hạnh được anh quay trở lại với đài Saigon TV. Thưa anh, có một số vị khách vẫn còn đang thắc mắc về vấn đề Medicare, thưa anh. Nhân tiện trong ngày hôm nay xin anh trình bày kỹ lưỡng hơn về vấn đề Medicare ạ. Về vấn đề Medicare thì cho quý vị biết là Medicare là cái chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ cho những người trên 65 tuổi. Yeah. Thì tất cả quý vị mà ở đây khoảng trên 5 năm, phải trên 5 năm và là công dân của Hoa Kỳ á, thì một quý vị trên 65 tuổi thì quý vị sẽ được hưởng vào cái quyền lợi nó gọi là Medicare, chính là chương trình bảo hiểm y tế. Yeah. Thường thường đa số là thường thường nó chính phủ cho chương trình phần A, tức là phần Part A á, là về bệnh viện là tự động chính phủ sẽ cho. Nhưng mà nếu quý vị muốn đi thăm bác sĩ đó thì quý vị phải đóng thêm một cái khoản lệ phí, cho thường thường đa số nó trừ thẳng vào cái tiền check Social Security của quý vị là phần B. Thường thường tức là đi bác sĩ và lấy thuốc. Dạ, bác sĩ thì có bác sĩ là lấy thuốc thì phải trả thêm nữa. Tức là nếu quý vị đi lấy thuốc á, thì quý vị phải trả thêm phần cái này gọi là phần D, tức là phần pharmacy, thì quý vị phải trả thêm một lệ phí khác để cho phần lấy thuốc lấy riêng nữa. Tức là bây giờ để rõ ràng hơn, tức là cái Medicare dành cho những quý vị nào 65 tuổi trở lên là công dân Hoa Kỳ. Phải công dân Hoa Kỳ và là công dân Hoa Kỳ 5 năm nữa. Ở trên nước Mỹ 5 năm nữa. Trên 5 năm. Như vậy phải 6 năm mình mới được vô quốc tịch, thưa anh. Như vậy thì thường thường đa số thường thường là quý vị ở 5 năm là quý vị được quyền thi rồi. Cái đó là về luật của quốc tịch thì có nhiều cái khác nhau. Thường thường đa số nhiều lúc có những người mà lấy vợ lấy chồng đã công dân Hoa Kỳ rồi đó thì thường thường đa số họ chỉ có 3 năm thôi. Là đã có quốc tịch. Bây giờ trở lại vấn đề là Medicare đó, thì tức là 65 tuổi trở lên, ở nước Mỹ 5 năm trở lên và phải là công dân Hoa Kỳ. Và cái phần Medicare Part A đó thì là dành cho bệnh viện. Dạ, bệnh viện thôi, chứ là chỉ phần Part A đó thường đa số người vừa nghe phần A rồi, là chỉ là bệnh viện thôi. Bác sĩ thì là Part 2. Bác sĩ phần là phần B, là phần B, nó gọi là phần B. Là nhưng mà cái đó thì quý vị phải trả thêm tiền. Phải trả thêm tiền copay. Có 100 hiện giờ năm nay á là quý vị phải trả 148 đồng 50 cent. Dạ vâng. Trong một năm đó hả anh? Học một tháng. Một tháng. Một tháng quý vị phải trả cái tiền đó thì thường nó trừ thẳng vào cái tiền check của quý vị nhận từ tiền Social Security, quỹ an sinh xã hội đó. Dạ vâng. Thì nó trừ thẳng vào cái đó. Đó là hai cái part chính. Dạ, còn hai cái part mà lấy cái part mà nếu người ta cần có thuốc. Nếu mà người ta cần thuốc đó thì người ta phải trả một cái một lệ phí nó khoảng thường thường khoảng 30 mấy đồng một tháng, nó gọi là phần D, có nghĩa phần là D. Những thuốc sao toa đó quý vị có thể đi xe theo cái đó được, nhưng mà đa số á, là quý vị mà bỏ trả vào cái phần D đa số nhiều người không muốn vào. Nhưng mà thực sự quý vị ơi, quý vị sẽ bị phạt, chính phủ phạt nếu sau đó quý vị thay đổi ý định, quý vị muốn vào á, thì lâu quý vị sẽ bị phạt, thì cũng không có họ phạt tượng trưng thôi. Nhưng mà cái điều đó là họ muốn quý vị có phần D, thành thử quý vị gia nhập vào chương trình Medicare mà đủ 65 tuổi nên gia nhập cả 3 phần hết. Nếu mà như vậy thì mình có thể nói đó là Original Medicare, đúng phải rồi, không anh? Đúng rồi, Original Medicare. Như vậy thì chúng ta hay nghe đến cái từ như là Advantage thì nó như thế nào hả anh? Medicare Advantage, cảm ơn Nguyễn Linh đã cho cái câu hỏi đó. Medicare Advantage là một cái chương trình, cũng là chương trình Medicare, nhưng mà nó được tài trợ bởi những cái hãng tư nhân. Thì cái trường Medicare Advantage á, thì là đa số quý vị phải có phần A và phần B á, thì quý vị mới gia nhập được. Tức là quý vị phải có phần A, phần B rồi quý vị mới gia nhập được. Mà quý vị gia nhập vào á, thì thường đa số những trường Medicare Advantage sẽ cho quý vị phần D for free, tức là quý vị không cần phải trả thêm tiền về phần D. Tức là về thuốc. Dạ, về thuốc đó. Free. Tức là thường thường quý vị có phần A, phần B rồi, thì quý vị gia nhập vào chương trình Medicare Advantage đó, thì quý vị sẽ không có phần trả về phần D, mà quý vị sẽ được thêm cái phần thuốc đó. Ngoài ra còn có thêm những cái quyền lợi khác nữa. Như vậy thì thưa anh, nếu mà muốn gia nhập vào Medicare Advantage thì một cá nhân có phải trả thêm tiền không? Điều không, kiện tức là khi quý vị gia nhập, quý vị đã có phần A, phần B rồi đó. Quý vị muốn gia nhập vào Medicare Advantage thì quý vị sẽ không cần phải trả một cái lệ phí gì hết. Nếu mà như vậy thì người ta sẽ chọn đi vào cái chương trình Advantage hơn là Original phải không anh? Đúng rồi, thường thường đa số những người thường thường có đa số những người ở đây họ không hiểu rằng là Medicare mà Original Medicare đó, khi quý vị đi bác sĩ hay đi mà bệnh viện đó, rủi có gì đó, quý vị phải trả tới 20% cái tiền phụ phí lận. Có nghĩa là tiền copay đó,
Nhưng mà Medicare Advantage thì quý vị có thể giới hạn được cái sự rủi ro đó. Yeah. Quý vị sẽ trả thường thường đa số là họ maximum, tức là cao lắm là quý vị trả khoảng 3.000 đồng một năm. Rủi có chuyện gì mà bị hospitalized, tức là bị vô bệnh viện nặng lắm đó. Yeah. Thì quý vị cả một năm quý vị trả 3.000 đồng là hết rồi. Thường thường đa số có những hãng nó trả thấp hơn nữa. Yeah. Vâng, như vậy thì bây giờ mình có thể là quý khán thính giả đã thông hiểu sơ qua về Medicare Advantage và cũng như Original Medicare. Bây giờ mình nói đến cái vấn đề chính là Clever Care Health Plan. Clever Care Health Plan nó có cái điểm gì trội hơn so với Medicare Advantage hoặc là Original Medicare thưa anh, và cái hãng Clever Care Health Plan hoạt động như thế nào ạ? Clever Care là một trong những cái hãng đài thọ về Medicare Advantage. Nó là một luật thuộc về Medicare Advantage. Yeah. Thì hãng Clever Care đó thì theo luật định thì hãng Clever Care phải tài trợ tất cả những cái chi phí về Tây y giống như những hãng khác ở Medicare Advantage. Yeah. Nhưng mà hãng Clever Care đó có thêm một cái là họ phải kết hợp hợp về Đông y nữa. Có nghĩa rằng là tại hãng Clever Care năm nay chúng tôi có xin được chính phủ cho phép là quý vị có thể được đi chăm cứu không có cần phải có giới hạn gì hết. Yeah. Rồi sau đó quý vị được có thể lấy thêm những cái phần dược thảo mà đa số là quý vị thường đa số phải bỏ tiền túi riêng. Tức là những gì về đâu rồi ra quý vị còn có những cái là vật lý Đông y trị liệu đó. Ví dụ như đi giác hơi, đi xoa bóp hoặc là đi châm những cứu. Cái châm cứu đó thì quý vị không cần phải là lo lắng gì hết. Tôi sẽ trả cái phần tiền đó cho quý vị nếu quý vị cần thiết, đặc biệt là châm cứu là không có giới hạn. Còn về khi mà mình mua dược thảo thì đa số là những cái chương trình mua dược thảo thì tụi này có cho một quarter, tức là một quý như vậy đó, thường thường khoảng từ 50 cho đến 60 đồng, thường thường đa số khoảng 50 đồng một quý như vậy, có nghĩa là khoảng 200 đồng một năm. Nếu quý vị cần phải đi mà mua thêm những dược thảo thì hãng Clever Care sẽ trả tới 200 đồng cho cái phần dược thảo đó. Cho một quarter, tức là mỗi 3 tháng. Mỗi 3 tháng thì chỉ có 50 đồng thôi. Mỗi 3 tháng. Mỗi 50 đồng một thôi. Năm thì được một đến 200 đồng, được 200 đồng tiền mình mua dược thảo. Còn châm cứu thì không có giới hạn. Châm cứu thì không cần giới hạn, mà quý vị đi châm cứu thì quý vị không cần phải trả một cắt bạc nào hết. À, như vậy thì Clever Care Health Plan là nằm ở trong cái chương trình Medicare Advantage, nhưng mà nó đặc biệt hơn nữa là nó phù hợp với những vị khách nào mà người Á Châu quý vị muốn đi giác hơi châm cứu, massage hay là đi thăm những đi sử dụng những loại dược thảo. Cạo gió nữa. Có cạo gió chuyên nghiệp nữa. Một câu hỏi hơi bên lề một chút, làm facial có được không anh? Facial thì hiện giờ chưa được, vẫn còn chưa được chỗ này, chưa chưa cho những cái chuyện nói dễ như anh thôi. Tại vì tất cả những cái gì liên quan đến coi như là sức khỏe của con người thì anh nói là massage thì người ta nói facial massage có được hay không, nhưng mà có lẽ là chưa được. Như vậy thì thưa anh, về Clever Care như vậy đó thì trên toàn tiểu bang California phải không ạ? Hiện giờ thì Clever Care chỉ được có 3 cái quận hạt, từ nay được xin phép được bán được cái chương trình bảo hiểm này ở 3 quận hạt thôi. Là quận hạt ở LA, từ Los Angeles, Orange County với San Diego thôi. Trong tương lai tụi này sẽ lên những cái quận hạt khác, nhưng mà hiện giờ đó thì tụi này chỉ được bán ở 3 quận hạt thôi. Nếu quý vị ở trong 3 cái quận hạt đó, Los Angeles, Orange County và San Diego, thì quý vị có thể gia nhập được vào hãng Clever Care. Rất là thú vị. Thưa anh, như vậy thì cái điểm đặc biệt hơn nữa dành cho những vị khách nào mà người ta không dành tiếng Mỹ? Clever Care là đặc biệt, một cái đặc biệt là Clever Care có những nhân viên nói tiếng Việt, mà quý vị khi quý vị gọi vào á, quý vị được nói thẳng bằng tiếng Việt, không có cần phải qua thông dịch viên. Thứ hai nữa là quý vị gọi vào cái số mà là 1-833-808-8163 đó, thường đa số quý vị gọi vào thì sẽ bị đưa qua, nó gọi là cái router đi qua, phải nhấn số này nói tiếng Việt, nhấn số này nói tiếng Anh. Thì quý vị gọi vào cái số đó, quý vị sẽ có nhân viên nói tiếng Việt trực tiếp với quý vị luôn, chứ quý vị không cần phải lo lắng gì cả. Nghe gì luôn, nghe tiếng Anh không hiểu là không biết nhấn cái số nào, số 1, số 2, số 3. Thì đặc biệt là có rất là nhiều nhân viên tiếng Việt, và đồng thời có mạng lưới bác sĩ nói tiếng Việt rất là nhiều. Đó là cái điểm rất là quan trọng, bởi vì cho các bác lớn tuổi đôi khi con cái đi làm đó anh, ở nhà mà có cái gì emergency mà muốn tìm hiểu thêm thông tin thì không biết làm sao nói chuyện, cho nên là rất là tốt là bởi vì Clever Care thưa quý vị có cái mạng lưới để nói chuyện trực tiếp với quý vị bằng tiếng Việt. Cho nên, nhưng mà thưa anh, như vậy thì những cái người nhân viên mà bắt điện thoại như vậy đó, người ta có thể trả lời những thắc mắc của vị khách không, ví dụ như liên quan đến bệnh lý hay là họ chuyển thẳng cho bác sĩ để nói chuyện? Đa số những cái người đó sẽ trả lời những cái thắc mắc về làm sao để sử dụng những cái quyền lợi về y tế.
Nếu một quý vị có câu hỏi thắc mắc mà về gọi là bệnh về sức khỏe đó, bệnh lý đó, dạ, thì họ phải đưa qua một cái người khác, nó gọi là những người, cái người nurse, nó gọi là utilization nurse, dạ, thì những người có đó có thể trả lời được. Dạ. Trong trường hợp khẩn cấp thì luôn họ nói là phải gọi 911. Nhưng mà đa số là những cái trường hợp đó thì họ sẽ, nếu mà có thắc mắc về bệnh lý mà những người nurse không trả lời được á, dạ, thì họ sẽ nói chuyện với bác sĩ là để cho quý vị có một cái buổi hẹn với bác sĩ để nói về các bệnh lý đó. À, nếu mà như vậy thì cái phục vụ, cái service rất là tốt phải không ạ? Đó là, dạ, mình không cần phải đi vòng vòng. Sure, là tức là quý vị có thể nói được tiếng Việt từ đầu tới cuối quý vị. Thường thường đa số hiện giờ quý vị có những cái hãng khác có những cái sử dụng về quyền lợi y tế rất là khó khăn, tại vì mình không hiểu được tất cả những cái gì mà họ giải thích bằng tiếng, dạ, Anh. Thì ở đây thì tụi này sẽ chết tất cả bằng tiếng Việt hết. Như vậy thì thưa anh, nếu mà những cái điều kiện tốt như vậy, khi mà một người trên 65 tuổi người ta muốn gia nhập như vậy, thì cái điều kiện có khó đối với họ không thưa anh? Không, tức là hoàn toàn phải có cái chi phí gì không? Phải thêm một chi phí nữa, tức là có một điều đặc biệt là trong trường hợp tuổi Medicare, Covid, đại thọ, tất cả những chi phí mà vừa tụi này đã nói là có kết hợp về Đông y và Tây y, đặc biệt là chăm cũng không miễn phí. Quý vị không cần phải trả thêm một lệ phí hàng tháng nào hết. Yeah. Quý vị có Original Medicare cũng không phải trả, nhưng mà yeah, quý vị có Clever Care thì quý vị không cần phải trả lệ phí hàng tháng, nhưng mà quý vị có thêm những quyền lợi phụ trợ khác, mà còn có răng, rồi có về thính giác. Vâng, thưa anh, xin anh sơ lược sơ qua về vấn đề thính giác, thị giác và về răng miệng luôn thưa anh. Thường thường về chương trình Clever Care đó cho tới khoảng có 1.600 đồng một năm về khám răng, tức là quý vị bị răng hư hay này nọ, hay là thăm, yeah, thầm tích thai hàm, yeah, thì tôi này sẽ trả tới 1.600. Yeah. Còn về mà thính giác, nếu quý vị mà bị lãng tai một bên thì tôi sẽ trả tới 3.000 đồng, 1.500 một bên, có nghĩa là 3.000 đồng cho hai bên lận. Trong một năm. Rồi về mắt kiến thì quý vị, yeah, có thể dùng mắt kiến cho đến còn 300 đồng trong 2 năm. Có nghĩa là mắt kiến thì quý vị có thể được đi gặp mấy cái người bác sĩ về nhãn khoa đó, quý vị lấy mắt kiến được khoảng 300 đồng. Wow, nếu mà như vậy thì quá là thuận lợi. Còn vấn đề ví dụ như một số người ta lớn tuổi người ta phải đi mổ về mắt đó anh, thì những cái đó có được cover không? Dạ được, tức là những cái gì nó gọi là cataract surgery hay những cái đó là đều được cover trả hết. Wow, như vậy thì thưa anh xin được làm rõ hơn để quý khán thính giả nắm vững được, đó là khi mà gia nhập vào Clever Care Health Plan đó là không thêm một cái chi phí nào hết, nhưng mà lại được thêm những cái quyền lợi về vấn đề đông y. Đúng vậy. Rồi về thị giác, thính giác và vấn đề răng miệng nữa. Đúng vậy, tức là quý vị được gia nhập vào thì quý vị không trả hai bên đều không trả. Mà hơn nữa lại còn nói tiếng Việt thoải mái, không có cần phải đi kiếm người thông dịch nữa. Đúng rồi. Nếu mà như vậy thì thưa quý vị, thì mình nên chọn Clever Care Health Plan phải không ạ? Quý vị nên chọn, quý vị nên chọn Clever Care. Nếu quý vị nói tiếng Việt, quý vị nên chọn. Bởi vì nó quá là tiện lợi cho mình, yeah, và nó có quá nhiều benefit cho mình phải không, yeah, ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh Hiệp rất là nhiều với những thông tin rất là vô cùng là bổ ích liên quan đến vấn đề sức khỏe của cộng đồng ngày hôm nay. Xin chúc anh và Clever Care Health Plan gặt hái được rất là nhiều thành công và hẹn gặp lại anh vào một cái chương trình kế tiếp. Cảm ơn, dạ, Mỹ Linh, cảm ơn các quý vị khán thính giả của đài Saigon TV. Cảm ơn quý vị và xin kính chúc quý vị một ngày vui và an bình. Xin trân trọng kính chào. Clever Care Health Plan, người bạn đồng hành chăm sóc quý vị chu toàn.